Đây là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, một thành phố xinh đẹp. Nhưng ở đâu đó trong cái thành phố xinh đẹp ấy lại luôn chứa đựng những mảnh đời, những số phận nghiệt ngã. Ví dụ như cậu học sinh luôn phải chịu áp lực từ phía gia đình. Luôn phải chịu áp lực từ bạn bè. Bạn luôn mặc cảm vì mình chơi game quá tệ. Mày ngon rồi đó bệnh. Mày đó ngon đó bệnh. Tao chụp đâu. Vô giỡn mặt mình đặt. Tuy thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố đông người, nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cái thành phố ấy khi phải đi du lịch với gia đình và phải bỏ lại dàn máy tính của mình ở nhà. Ba ơi, cho con mang theo dàn máy tính đi ba. Mày đi lên Tây Nguyên chơi đem theo dàn máy thì cắm điện vào đít mà xài à? Đừng lo, mọi vấn đề của bạn giờ đã được giải quyết với ROG Strix Car. Bà mua cho con này để chơi điện tử khỏi học luôn phải không ạ? Chỉ sao chơi điện tử khỏi học đi? Cái này là kết hợp với việc học với việc chơi đó. Khỏi học chứ. Nhưng mà con biết cái này nè, cái này là cái laptop ROG Strix Car đúng không? Đâu mày biết cái gì mày nói, bà nghe thử coi đúng không? Chiếc laptop này được thiết kế với phong cách xạ thủ, hiệu năng mạnh mẽ với Core i7 GTX 1060, mang lại cho game thủ một cảm giác chơi game hết sức mượt mà. Với màn hình Full HD và tần số quét 120Hz, tốc độ phản hồi là 50 giây, dễ dàng nâng cấp RAM và SSD, bàn phím đa sắc màu RGB với độ bền 20 triệu lần nhấn, hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt 12V giúp khả năng làm mát tốt hơn, trong khi các dòng laptop bình thường chỉ có quạt là 5V. Ổ cứng Light SSD FireCuda mang lại tốc độ xuất game và các phần mềm hết sức là nhanh chóng. Giá của chiếc laptop này là 2.000 đô. Ba thấy còn giỏi không ba? Chơi thì nhất cư, học thì như cứt vậy. Ủa nhưng mà chiếc laptop ra giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó rồi đúng không ba? Đúng. Thì bây giờ có cái máy này, con như là hổ mọc thêm cánh. Con sẽ học giỏi hơn. Và con sẽ chơi game cũng giỏi hơn nữa. Bây giờ con không sợ mấy quỷ bạn con nó gọi con là ốc chó nữa. Bà coi con thể hiện đây. Còn cái gì tám nữa bà ơi. Thích 30 thẳng 330 luôn. Thẳng 330 luôn. Hay rồi. Cái gì tám ở đâu nữa hả? Nóc. Hay. Chưa thấy. Đó, 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 đó. Luôn rồi, mà chết. Ủa, qua hả? Chết. Ủa, xong rồi. Chết thường thôi. Mấy em. Anh chạy vòng dưới. Hướng 15, góc cây. Hai thằng cả 98. Thằng nóc rồi. Ai cứu được em không? Chết rồi. Sao được, nằm cái đó mà sao cứu nó bỏ em. Hai thằng sau nhà. Một thằng. Còn một thằng gốc cây nữa. Bên trái hơn, đi đâu vậy? Đúng rồi. Đang cứu. Gì đây? Núi 290 chạy đầy luôn. Xuống rồi, bờ dưới rồi đó. Ở bên cầu. Chạy đi bỏ đi. Ê chào kìa. Ê đi du lịch kìa, đi du lịch kìa. Ngoài biển kìa. Ok. Hai thằng hả? Hai thằng hả? Gì vậy? Bốn thằng luôn. Hay rồi. Em thử nha, em bắn á. Đâu?
xa luôn. Hơi không? Hơi sớm không? Ui! Khét! Bị quậy khét rồi. Bởi Milo khét kìa. Một nóc. Nó bắn nhà mình rồi. Nó ngoài phân nó là kim loại đẹp đúng không? Trời ơi anh ghét bắn kìa. Mấy em còn yếu lắm. Mấy em còn yếu lắm. Nãy giờ bự rồi mà mình đang cay luôn. Thấy rồi, thấy. Xong. Đấy. Thôi còn ngoài đồng hơn à, còn ngoài đồng hơn à, đó, đó, dân chợ đó, dân chợ đó. Đâu ta? Ủa, mà đại gì? Thấy rồi. Không, băng đạn đen. Băng đạn M4 nè. Tao đạn đâu, nãy giờ mà. Băng đạn thêm á. Ở đâu vậy tôi? Ờ, tuốt chung cư lận Long. Headshot thằng thẳng. Tôi có cửa sổ đi qua. Ok rồi đó, yếu. Mấy thằng vậy tôi? Bốn thằng. Hướng. Thấy rồi. Rồi, lục rồi. Ngay xe 40. Ừ, ngay xe. Ở đâu rồi? Bắn nãy, bể xe luôn, bắn bể xe luôn. Rồi, ok. Đắt quá. Ủa, anh đâu cầm cái đấy làm gì rồi đâu? Anh chuẩn bị ui vô. Anh đâu nói là anh cầm đâu. Nó cầm rồi. Có đạn 5 gì không Nam? Đúng 60 viên. Thôi, giữ luôn trong. Rồi. Thấy rồi, thấy mấy lồn rồi. Hướng nào vậy? Thẳng mặt mình luôn. À, thấy à. Hiểu rồi. Bắt tay vô đầu mà không chết kìa. Có thằng tới gần nhà rồi nha. Ờ tôi thấy rồi, nó chạy vòng ngược lại rồi. Lên giết con lồng đó Nam ơi. Hay. Còn thằng nữa. Thấy tôi rồi. Nó đâu? Hoàng Ngọc á. Ôi đụng mát mày ơi. Ủa má hát. Chứ phải đâu. Hát men. Thầy. Lát tôi cho ông coi lại rồi. Má bắn cái kẻ mà tàn. Có thằng cái cây. Đấy à. Chỉ cũ rồi. Diễn viên rồi này. Hết sợ. Bắn cùng lúc nó phá nó luôn á. Một viên của em nữa. À, trước mặt kia, đúng rồi. Má yếu quá, không có lỡ lại. Ui. Mày luôn, sao lưng nó bắn giùm riết. Anh đi có máu không? Bắn hết kia luôn rồi. Xe đi. Biết anh đây.
Hay quá. 2-3 thằng. Phải đúng rồi, cho nó gốc cây. Này, có ba chiếc, Nghe tiếng mô tô sau lưng nha. Sau lưng em ơi. Ủa con này là cái gì vậy ba? À, cái đó là con chuột với cái bình nước á. Lúc mà ba mua người ta tặng cho. Trời. Giá trị lên tới 1.6 triệu luôn mày. Ghê á. À. Tưởng là thường đồ tặng là ba đồ bỏ đi. Ta tặng đồ xịn đó, đừng có giỡn. Đi ra coi con. Thiệt không á, 2.6 triệu không nổi. Giỡn lẽ tao ba mày, tao lừa mày. Ai biết được, cha con cũng có thể lừa nha. Chụp. Ui đẹp vậy. Chứ sao. Ôi, winner, chicken dinner luôn. Đó, tặng lễ chúc mừng con vô top 1 đó. Trời ơi. Còn con chuột coi. Chăn chuột là hình gà. Chụp. Ui. Sao? Đã không? Trời! Ghê vậy? Tặng nguyên con chuột này luôn. Ừ. Chuột này hỗ trợ bắn PUBG tốt lắm á. Và đây là một cái clip mà mình làm cho vui về cái con laptop mà mình mới mua về, mang tên là ROG Strix Scar. Thì cái con này á là phải gọi là một cái siêu phẩm của cái những dòng laptop. Và nếu mà các bạn nào quan tâm về cái laptop này thì mình có để link ở bên dưới phần description. Các bạn có thể click vào đó để xem thông tin chi tiết nha. Và nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn quan tâm về cái máy tính này thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Mình có thể giải đáp được nhờ những cái thắc mắc của các bạn, hoặc là những admin của mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và giờ thì mình xin chúc các bạn có một ngày tốt lành. Winner, chicken dinner. Yeah.